Hello các bạn. Đấy, có rất là nhiều bạn khi anh Mon TV hỏi là các bạn thích đi vào phone làm nội dung gì cho các bạn xem, thì có rất là nhiều bạn đã chọn là làm phim cổ tích kiểu vui vẻ hài hước, cho nên anh Mon TV đã làm được rất là nhiều tập phim và đã chỉnh sửa xong luôn rồi. Hôm nay anh Mon TV quyết định sẽ đăng tập đầu tiên của chuyện Ăn Khế Trả Giang. Ok, thì nếu các bạn xem tập này các bạn thích thì các bạn nhớ nhấn like, nếu được nhiều like anh Mon sẽ tiếp tục đăng những tập kế tiếp cho các bạn xem nha. Let's go. Kính thưa quý ông và quý bà, chúng ta đang được xem một trận đá mèo đầy kịch tính của tuyển thủ. Theo nguyện vọng của hai tuyển thủ A Báo và A Ngáo, chúng ta sẽ có một tiết mục văn nghệ do chính hai tuyển thủ này biểu diễn. Hầm dòng lâu nay cũng đã nên lúc kêu an con đi hầm tầng. Nè sao đi xin đừng có thấy hơi hoa con một vần bất thiếu. Từ khi con biết ăn chay dám hiểu từ khi con biết ăn cơm cha mẹ mới bố thì con Vâng, đó chính là một bài hát đầy cảm xúc của tuyển thủ A Báo và A Ngáo dành tặng cho quý phụ huynh của hai người. Vâng, và ai đặt kèo hay là cá cược hay là thêm bớt cái gì thì vô nha, chúng ta còn có 1 phút nữa để bắt đầu trận đá mèo đó nha. Cụ đâu đây? cho bà ké hai chai dầu phượt linh cho mấy đứa. Để anh nói cho cưng nghe, con mèo của anh là VIP cái khu này đó. Bởi vì sao? Bởi vì anh cậy kiết lấy tiền của ông già ra mua con này. Con này có mồ hôi xương máu của ông già anh, bởi vậy nó mới VIP. Cưng gạ kèo với anh là cưng quá sai lầm rồi. Ẩu rồi bà. Báo ơi, anh Áo bị gì rồi nè? Bị A Báo thảy lựu đạn vô á, giờ dính miệng tùm lum rồi nè, nổ quá à Báo ơi. A Ngáo A Báo là cái cãi lộn nữa, vô lẹ lẹ lấy cho dầu Phật Linh cho bà già kìa. Vô cố lên, cố lên, cố lên. A Báo, ông già mày bị ốm rồi kìa. Ốm thì hồi ổng mọc lên chứ kêu tao chi. Không phải, ổng đi xa. Ổng đi xa thì kêu xe ôm chết. Mày biết cái kèo này rất là quan trọng đối với tao không? Mày không biết hả? Vậy là ổng đi bán muối đó. Đi bán muối? Đi bán muối? Đi bán muối là đi Tây Ninh. Mà đi Tây Ninh là đi du lịch. Đi du lịch mà không kêu mình. Quỷ sứ này à. Nè, cái trò này tao cho tụi bay thắng luôn. Rồi con mèo đó nữa. Rồi tụi bay lấy đi bán gì đi. Này mấy trăm tỷ của tao á. Giờ tao đi về, tao đi Tây Ninh đây. Bye. Ê, con chai dầu Phật Linh của tao. Mày trả cho tao hai chai dầu. Chai dầu Phật Linh của bà hả? Con đi Tây Ninh con mang mấy tấn về cho bà hủy luôn. Giờ con đi đây. Ai vô bức xúc cha. Nghe nói cha chuẩn bị đi du lịch mà. Sao cha nằm đây một cục vậy? Giống như cái xác chết phơi khô vậy. Ai nói với mày là tao đi du lịch vậy? Cái thằng Tôm Quy Tèo nhà nó ở trên đỉnh đèo. Nhà nó bán thêm cái bánh thèo lèo nữa cha. Nó nói với con là cha chuẩn bị đi du lịch. Ủa gì vậy anh hai, sao xà lố vậy? Em dặn thằng Tôm Quy Tèo nói là cha sắp đi bán muối mà. Thì đó, đi bán muối là đi du lịch đó cha. Mày không biết, đi bán muối là đi xa đó con. Yes sir, chắc chắn là như vậy rồi. Đi xa là đi du lịch đó cha. Đi du lịch đâu có gần đâu. À nhớ xe ó. À hello, what's up bro, Diêm Dương. À cho tôi cỡ nửa tiếng để tôi đập cái thằng con chúa ngục lửa của tôi cái đã. Tại nãy giờ nó nói vài câu tôi hơi bị ức chế nha. Chứ nãy giờ bực nó rồi đó. Cái gì? Lôi thằng con theo luôn hả? Thôi nó còn trẻ lắm. Ok vậy nha. Mãi yêu. Con dâu à, lại đây cha biểu. Tội nghiệp con dâu của ta đã bao năm qua sống với thằng thiểu năng chúa ngục cấp độ XXL này. Ta mong con cố gắng chịu đựng. Sao đi ta. Ê. Cha ơi. Tao chưa chết đâu mày. Ủa, con xin lỗi. Xin lỗi cha nói tiếp đi. Trời ơi, bao năm qua đã dạy dỗ ăn học nó. Vậy mà nó. Giờ đi chơi cũng không chịu đi chơi. Mà đi du lịch cũng không chịu đi du lịch. Cứ nói đi bán muối, đi bán mía gì á. Giờ kệ đi, đi đâu không quan trọng. Quan trọng là cha đi bằng xe gì nè. Giờ con có xe ôm, xe đò, máy bay, trực thăng, tàu ngầm.
Cha muốn đi cái nào? Giờ mày order cho cha mày chiếc xe gồng được không? Ây, già rồi nói chuyện tùm bậy tùm bạ không à. Xe gồng là xe để người ta đi ấy, người ta ngủm rồi người ta mới đi, cha hiểu không? Chứ mày nghĩ tình hình này tao còn sống được bao lâu? Ơi, anh hai nói thầu la hoài, cha ông sắp chết rồi đó. Ba tụi bay ngang lá thì hồi tao chết cho ba tụi bay coi. Ba tụi bay lắc mạnh vô nữa, hồi tao nghĩ chia gia tài giờ. Con dâu ơi. Con nghe nè cha. Cha có vài lời muốn nói khi cha ẹ. Thì cha ấy con là bình tĩnh hơn thằng chồng bình thường của con. Thì cha sẽ giao hết tất cả tài sản khi cha ẹ. Con hãy nhắc thằng chồng của con là giao tài sản sao cho nó đều cho thằng A Đạ, thằng gì mày? Con Út Hùng. À, nói chung thằng chồng của mày nó không được bình tĩnh đúng không con? Dạ đúng rồi. Thì con nhớ nhắc nó là sao chia cho tài sản đều cho thằng A Khùng, thằng Út Khùng là điều đặn để cho nó nuôi vợ con nó nữa nha con. Trước khi cha ngẫm củ tỏi, cha sẽ kể về quá khứ huy hoàng để dựng cơ ngơi sự nghiệp như thế này. Thì 20 tuổi cha đi phủ hồ với thầy Lộc, tới năm 25 tuổi cha đi ở đợ, tới năm 30 tuổi cha cũng đi ở đợ luôn. 35 tuổi trời thương trời độ với cái vẻ hiền hòa đẹp trai của cha, cha đã lên chức quản lý ở đợ. Năm 40 tuổi cái cha đầu tư vào công nghệ kỹ thuật số, chẳng hạn là số đề nè, số số kiến thiết nè, số số việc lót nè. Cái cha đầu tư quá mức cái bể nợ, cái cha đi ở đợ. Cái cũng nhờ cái sự đẹp trai trời phú này, ông trời ông cũng thương cái tao trúng tờ với số độc đắc. Cái có tài sản để lại cho mấy thằng chú ngục lửa như tụi bay nè. Con bị khùng, con không có chú ngục lửa cha. À, để cho mấy thằng khùng với mấy thằng chú ngục lửa như tụi bay nè. Đang cảm động chết rồi điện vậy. Alo, về what's up? Diêm Dương hả? Alo, 5 phút hả? Ok, để tôi kêu nàng nào lên cướp tôi đây. Vậy tự xuống hả? Ok. Vậy thôi, cha đi đây. Ổng ngủ rồi. Giả tại. Giả tại. Cha ơi. Thì ông già ổng cũng lên ngắm gà khỏa thân được một năm rồi. Anh cũng thú thật với chú luôn, anh đã hy sinh đời trai của mình để cưới một con vợ vừa đen mà vừa xấu, lại có cục dây chó ở đây để cho chú có kinh nghiệm mà lấy vợ, để chú có một con vợ thật là đẹp mà là gái Tây nữa chứ. Nên là chú phải nhường cho anh cái gia tài này để anh dẫn chị của chú qua bên Hàn Quốc để tắm trắng với bôi cục dây chó này đi. Chú hiểu không? Dạ em hiểu, nhưng mà anh lấy hết gia tài rồi vợ chồng em sống làm sao? Không phải là anh lấy hết đâu, anh sẽ chừa cho chú cái chòi dịch với lại cây khế để chú có thể kiếm tiền và nuôi vợ con của chú. Thôi chồng à, anh hai đã nói vậy thì cứ quyết vậy đi, mình có cái chòi dịch với cây khế là đủ rồi. Đó là kế hoạch của hai vợ chồng tao mà. Ý lộn, đó là cái anh chị đã tính toán hết trơn rồi, để cho diện cả đôi đường mà. Thôi anh hai nói vậy thì em nghe. Vậy thôi, hai vợ chồng mình về. Hai vợ chồng em về cẩn thận nhé. Vậy là hết tập 1 rồi đó các bạn. Đừng quên nhấn like. Nếu được 5.000 like sẽ kết tập 2. Yeah, boy.